muốn xây trên đất, không có lô đất nào lớn hơn trên đất này nữa. À, con này là bao nhiêu ký? Cái này là 17 ký. 17 một ký. Trên đất là 650, còn kim khô là 700. Lúc mà mình luộc á, là con tôm nó còn sống. À, nó giữ được cái thịt đuôi nè, thịt đầu nè. À, còn con tôm đất á, mà nếu mà nó chết rồi á, thì nó bị chích cái đầu này ra. Ra mình luộc mình không giữ được cái gì đó. Cả nhà biết Cường đang đứng ở đâu không? Cường đang đứng ở công viên là Lê Văn Tám. Ở đây có một lễ hội rất là đặc biệt, đó là lễ hội Tết Việt diễn ra từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1. Đây là khung cảnh này. Nguyên một khu rất là đẹp luôn. Ở trong đây thì rất là nhiều gian hàng, và nơi đây là tái hiện lại không gian ẩm thực cũng như là Tết của ba miền Bắc Trung Nam rất là đặc biệt. Và ở đây thì có rất là nhiều lễ hội, đặc biệt là chương trình là ẩm thực nha cả nhà. Thì bây giờ Cường sẽ mời cả nhà đi vào tham quan một vòng xem là có những gì đặc biệt nha. Đây là quang cảnh phía trước chỗ bãi gửi xe. Ngày đầu tiên khai mạc luôn là ngày 18 tháng 1 đây. Đông nghẹt. Đây là chương trình lễ hội Tết Việt từ ngày 18 tới ngày 21 tháng 1. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều hoạt động và chương trình. Mới có 8 giờ sáng nhưng mà bây giờ đã rất là đông du khách đến nơi rồi đây. Du khách là càng ngày càng đông, dù mới có sáng nay là chưa có khai mạc luôn cả nhà. Ở đây là sẽ có chương trình là múa lân sư rồng khai mạc. Đây là đại diện ban ngành đoàn thể, ban tổ chức làm lễ khai mạc đây. Chương trình lân sư rồng thì lúc nào cũng thu hút đông đảo người dân mình đến xem hết. Cả nhà thấy bây giờ rất là đông đúc và nhộn nhịp không? Đây có nguyên một đội kèn đây. Từ ở ngoài bước vào mình thấy ở phía bên tay trái á, mình sẽ thấy được là một số cái không gian Tết Nam Bộ ngày xưa nè, rồi còn Tết Tây Nguyên hoặc là Tết miền Bắc đây. Tết Nam Bộ của mình thì chắc chắn là sẽ có bánh ít nè, rồi bánh tét hoặc là những cái khai mứt. Mình đi một vòng thấy là gian trưng bày mâm cúng của miền Nam của mình là lúc nào cũng đông du khách đến tham quan ở đây. Nếu mà ở miền Trung với miền Bắc á, là chỉ có khoảng là 5 đến 7 món thôi, nhưng mà cái mâm cúng của miền Nam của mình là quá trời nhiều luôn rồi. Mình sẽ thấy có là bánh ú nước cho nè, vị cuốn nè, bánh bò, rồi bánh nổi, rồi thịt kho hộc vịt, củ qua hầm, gà luộc. À, cái này là có bánh tổ của người Hoa nữa đây. Còn đây là không gian Tết miền Trung Tây Nguyên. Để mình vào xem có những gì nha. Ở đây mấy bé rất là dễ thương nè, chụp hình dùm cho khách luôn. Mọi người là đang tất bật để chuẩn bị hoàn thành chỉnh chu nhất có thể đây. Đây là lần đầu tiên Cường biết được là trái Phật thủ có thể làm mứt được nè. Nhìn thì cũng rất là hấp dẫn, chưng cùng với là bánh ngũ sắc xứ Huế. Đây là bản đồ Việt Nam làm từ bánh hoa hồng đây. Ở gian hàng trưng bày Tết của miền Trung mình sẽ thấy được là 37 món ăn tiêu biểu ẩm thực của miền Trung nè. Rất là nhiều món luôn. Mình sẽ thấy được là gỏi cá mai Nha Trang nè, còn ở ngoài Phú Quốc là gỏi cá trích nha. Rồi mực mọc nắng nè, rồi chả ram tôm đất của
Bình Định là nước xương rồng Phan Rang của Ninh Thuận đây. Đây là một số món ăn rất là nổi tiếng của miền Trung mình đây. Có bánh xè Quảng Hòa nè, cháo canh của Quảng Bình. Trước đây mình sẽ thấy được là lẩu lá sâm của Công Tâm nè. Rồi bên kia là có rượu bầu cá Bình Định, rồi nem chợ huyện của Bình Định luôn. Còn đây là bún cá dầm Tinh Hòa của Khánh Hòa. Ở khu vực miền Trung Tây Nguyên thì mình thấy cái gì nó cũng đẹp hết, đặc biệt là Huế nè. Còn đây là không gian Tết của miền Bắc, mình vào xem coi có những gì nha. Bàn thờ thì chắc chắn là mình sẽ thấy được cành đào nè, rồi hòn hủ. Còn đây là mâm cỗ Tết Tràng An đây. Có xôi nè, có bánh phồng, có giò chả. Đây là ngay sân khấu sảnh chính của lễ hội Tết Việt. Sẽ diễn ra chương trình thì ca múa nhà cầu cua này vào mỗi buổi tối. Khi mà mình chụp hình check-in và đăng lên Facebook và với hashtag là lễ hội Tết Việt hoặc cái Hải Lộc thì mình sẽ nhận được một phần quà đây. Từ ở ngoài cổng nếu mà mình rẽ tay trái vào, mình sẽ thấy được cái không gian là trò chơi nhân gian nè. Và mình sẽ thấy được không gian như ông đồ, viết chữ thư pháp đồ rất là nhiều luôn. Kiểu là bên này là sẽ là khu nghệ thuật của Việt Nam. Ở đây mình sẽ thấy được là có nhiều bạn rất là trẻ nhưng mà viết thư pháp thì cực kỳ đẹp luôn. Ngoài những chú mấy ông lớn tuổi rồi. Ở đây có khu vực là trò chơi nhân gian đây. Ném đầu hồ hoặc là ném gòn rồi kéo co, nhảy bao bố là khu vực này. Mấy cô chơi trò là đánh trống đây, bịt mắt đánh trống. Giống như là bịt mắt đập niêu vậy đó. Mà đập niêu thì nó sẽ bị dơ, còn đánh trống thì nó sẽ sạch sẽ và không có dọn rác. Còn đây là không gian nắng cò he. Nếu mà số lượng cò he ít mình thấy bình thường, còn này quá trời nên nhìn rất là đẹp luôn. Đây là con cò he rồng đây. Rồi có con mèo nè, rồi con gấu Doraemon, rồi ông già Noel luôn. Đây là khu vực gian hàng của Chinsu đây. Rất là hoành tráng và bự luôn, nguyên một cái đoạn dài mấy chục mét. Mình vào đây mình sẽ thấy được cây mai, cây đào và nguyên khu vực của Chinh Xu. Ở đây là có mô hình mô phỏng là nguyên nhà thùng của Phú Quốc đây. Có thùng nước mắm nè, là con tàu đánh bắt cá cơm. Nguyên một cái con đường hoa mai, hoa đào của Chinh Xu đây. Một số gian hàng sáng nay vẫn còn set up, tại vì là tối nay mới bắt đầu là chính thức khai mạc. Đây là không gian của gian hàng Nam Ngư đây. Làm rất là hoành tráng và ngay mặt tiền ở ngoài đi vào luôn. Ở đây mình sẽ thấy được một số cái đặc sản nè, ví dụ như là tỏi Lý Sơn. Rồi ở đây có là ớt gừng Kỳ Sơn. Và bên kia mình sẽ thấy được là me Nam Bộ. Mấy gian hàng thì đang là chuẩn bị, chứ thật sự là sáng sớm thì chưa có kịp là nấu nướng gì luôn á. Cường có thấy là một gian hàng của Phúc Long có chương trình là quà tặng may mắn hóa đơn 120.000 trở lên đây. Dự kiến thì những gian hàng đồ ăn cũng như là nước uống thì rất là đông du khách. Các gian hàng ở đây thì chắc chắn là sẽ bán rất là nhiều bánh kẹo phục vụ cho ngày Tết. Ở đây mình thấy có giỏ quà phục vụ Tết luôn đây. Đây là không gian của bia Ruby, bia đỏ. Đây là gian hàng ẩm thực Tiên Di đây. Phía bên kia mình sẽ thấy được luôn là không gian của gốm sứ Bát Tràng. Ở đây là có một cái bản tái hiện là một số cái khu vực nổi tiếng của Sài Gòn mình nè. Bến Bạch Đằng, cột cờ Thủ Ngữ, chợ Bến Thành, ủy ban thành phố. Các gian hàng là đang trong công tác mà chuẩn bị. Ví dụ như mình trưng bày sản phẩm thì mình đã làm xong rồi, nhưng mà bán đồ ăn thì mình thấy là chuẩn bị còn rất là nhiều đây. Từ ở ngoài vào mình đi hướng bên phải mình sẽ thấy rất rất là nhiều cái không gian ẩm thực.
Ở đây là một số quầy là đã hoàn thành hết rồi đây. Ở đây mình sẽ thấy được là gian hàng hoa anh đào, thì mình nghĩ đó là đồ ăn của Nhật. Kế bên là mình sẽ có thấy bánh xèo nè, bánh kho. Bánh kho miền Tây thì có giá là 50.000 đồng một phần. Ở đây vẫn còn trên trà chanh giả tai nha. Còn bánh xèo là có giá là 50-60.000 đồng tùy theo loại nhân. Đây là một cái booth check-in của Anzo, bán bò viên xúc xích lạp xưởng đây. Mình nhìn như vậy thì mình cảm giác là không khí Tết đã đến rất là gần rồi. Tại vì chỉ còn có khoảng 3 tuần nữa là mình đã đến Tết rồi nha cả nhà. Còn chỗ này là gian hàng của mì Quảng Niêu đây. Tất cả các gian hàng ở đây là đều chuẩn bị cho tối nay là khai mạc, dự kiến là sẽ bùng nổ đây. Và theo ban tổ chức thì dự kiến là khoảng 80.000 khách sẽ đến trong vòng 4 ngày. Những cái bàn này thì chưa có khách ngồi, với lại thảm cỏ cả nhà thấy nó xanh lét không? Chứ sau 4 ngày thì chắc chắn là nó sẽ bị giẫm đạp là nó rụi luôn á. Bên kia mình sẽ thấy được là bún nước lèo Sóc Trăng luôn, ở thị xã ngã năm của Sóc Trăng. Ở đây là có gian hàng bánh chuối, phô mai kéo sợi, mực nướng phô mai. Ở đây là có gian hàng đồ nướng đây, rồi có bánh ngũ cốc dinh dưỡng Kim Thành 30.000 đồng một phần. Gian hàng này bán 3 loại ốc bất kỳ 150.000 đồng một phần. Mình sẽ thấy được có ốc bươu nhồi nè, rồi ốc hương cầu, ốc mỡ, tôm hùm và ốc tỏi nha. Gian hàng bún nước lèo này mình thấy là mở hàng sớm nhất đây, rất là nhiều khách ngồi ăn rồi. Ở đây thì có thêm là bún bò Huế, rồi bán cam vắt đá me luôn, có nước giải khát. Mình sẽ thấy được là những loại bánh ở đây là rất là màu sắc này. Giá một phần như vậy là 17.000 à, rồi 200.000 là combo. Đây là gian hàng chả giò rau củ phở lứt thảo mộc. Các gian hàng ở đây là mình thấy là gấp rút chuẩn bị rất là nhiều luôn, tại vì tầm khoảng là trưa nay là khu vực này sẽ đông, tại vì mọi người đi làm văn phòng thì trưa nay ghé đây ăn rất là nhiều. Mình sẽ thấy được gian hàng phở sâm Ngọc Linh, là mình sẽ biết là ở trên Cơm Tum đây, một đặc sản rất là nổi tiếng, một thương hiệu nổi tiếng của Cơm Tum là sâm. Mình sẽ thấy thêm một gian hàng đặc sản Đà Nẵng đây, có chả bò khô Huệ. Nhưng mà mình sẽ thấy được nhiều nhất là những sản phẩm mà chiên hoặc là nướng. Ví dụ đây có ẩm thực ong bự đây. Khu vực này mình sẽ có thấy rất là nhiều tỉnh thành tham gia. Ví dụ như là bánh gia Nam Bộ nè, đặc sản của Phú Yên đó. Rồi hồi nãy là mình sẽ thấy được là của Cơm Tum luôn. Ở đây là gian hàng của Điện Biên đi. Khu này là ngay bên hông ở cái sảnh mà từ ngoài đi vào trực tiếp. Đây là gian hàng của tỉnh Bến Tre, chắc chắn là sẽ có bánh phồng Sơn Đốc này, rồi bánh tráng Mỹ Lòng, tại vì kỳ rồi mình mới đi xong. Mình đi một vòng thì mình sẽ thấy được là gian hàng ẩm thực Bến Tre là gian hàng lớn nhất của một tỉnh đây. Từ bán các loại mứt, trái cây, rồi đồ hải sản, khô, mực luôn. Mình sẽ thấy bưởi da xanh nè, rồi kẹo dừa, tắc xí muội, nước đông trùng hạ thảo 20.000 đồng. Mấy sản phẩm ở đây là sẽ có để giá hết đây. Có khô bò, khô mực khô bò cũng vậy hả? Vậy vậy hả? Cứ nghĩ là có dừa liên quan tới dừa thôi chứ. Đây là một số loại bánh phồng chuối, bánh phồng mì hoặc là bánh phồng nếp. Ở đây có bán tôm khô đây, tôm khô là một trong những cái món khô mà hay mua dùng dịp Tết lắm. Tôm đất là 650, còn tôm khô là 700. Có tôm khô đất là 900 nè, rồi tôm khô bạc 600. Ủa mình là ở đâu lại bán như vậy? À là nguyên cái khu này của Bến Tre luôn á hả? À
Đây có bánh dừa 6.000 đồng một cái. Có bánh ít luôn. Sáng sớm là chỗ gian hàng bán bánh của Bến Tre rất là đông đây. Có bánh ít, bánh dừa 7-8 ngàn một cái thôi. Đây có gian hàng tôm thẻ khô đây, một nắng 1,2 triệu một ký. Có gì đó anh em có gì ủng hộ. Hay cơ sở Thiên Hương tôm khô và cà phê. Mình ở Bạc Liêu hả anh? Mình ở huyện nào anh? Đông Hải, Bạc Liêu. Lúc mà mình luộc á, đoạn tôm nó còn sống. À. Nó giữ được cái thịt đuôi nè, thịt đầu nè. À. Còn tôm đắt á, mà nếu mà nó chết rồi á, thì nó bị xứt cái đầu này ra. Ra mình luộc mình không giữ được cái gì đó. Hay nữa là con tôm đắt á, nếu mà đỏ như vậy á, là chỉ có tôm sống thôi. Dạ. Yeah. Còn con tôm mà nó tái á, nó hơi trắng chút xíu. Là nó chết rồi. Chết. À, thì cho em mượn thử coi. Cho em con đỏ luôn coi để em phân biệt coi. Dạ. Cái này người trong nghề nói mới biết chứ mình đâu có biết. Dạ, là mình thì bán tôm là mình muốn đưa cho khách hàng biết là phân biệt giữa con tôm đất với con thẻ đất sống thiên nhiên, với tôm hoặc là mấy tôm khác trên biển hoặc là tôm thẻ. Tôm đất thì mình nó tròn, nó đỏ tự nhiên. Cái màu này là màu sắc tự nhiên của tôm. À. Cái này mình sấy hay là mình phơi khô ta? Phơi nắng tự nhiên. À, phơi nắng tự nhiên luôn. Làm truyền thống làm thủ công. Nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Ở đây có tôm một nắng này là kiểu mới nè. Phơi nắng rồi mình bỏ vô cái bao đó. Dạ. Mình đọc truyền thống như hồi xưa ông bà mình làm hồi xưa đó. Đúng không? Cho ra những cái sản phẩm như. Từ cái này là mình lột từ cái này ra hả? Lột từ cái này ra. À. Không, tôm này lột rất là đỏ tự nhiên. Tôm đất này là tôm biển anh hay là không, tôm nước ngọt? Tôm sông. Tôm này là tôm nước sống với nước lợ. À, ở ngoài nó trắng mà vô trong nhìn đỏ đẹp chứ trời. Đó. Tôm này là không? Nhìn thấy con tôm ấy, lúc mà mình luộc con tôm nó còn sống luôn. Sống luôn, thành ra là con tôm là đầu đuôi còn đầy đủ. À. Còn con tôm mà nếu mà nó đã qua đá qua chết rồi nó sẽ xúc cái đầu này rồi. Luộc cũng to được cái đầu cho tình yêu. Dạ, dạ. À. Đúng xây tôm đất, không có tôm đất nào lớn hơn tôm đất này nữa. À. Con này là anh bán nhiêu ký? Cái này là 1,7 ký. 1,7 một ký. Ồ, nhìn đã quá ha. À. Đúng tôm đất rồi. Ở đây là mình được thử nè cả nhà. Đây. Cái bánh phồng tôm là củ tôm nè. Nó mới mắc vậy chứ không là nó rất là rẻ. 150.000 đồng. Lấy cho em bịch này đi. Cô có sạch bỏi là 160. 160 là nửa ký nha. Nửa ký. Cô có kèo là 290. Đây có tôm số nửa ký là 430.000, ép chân không luôn. Mực này là bao nhiêu vậy em? À, 300, cái này chắc nửa ký luôn. Này mực một nắng hả? À, cái này khô mực. Tại thấy nó mềm mềm nè. À. Có tôm thẻ là 700 một ký đây. Rồi có dưa kiệu luôn, đây là quầy đặc sản của Bạc Liêu nha. Ở đây là có mắm tép là 150 đây. Không, ở ngoài chợ nó bán 100.000 ký là chủ yếu là chỉ chiên lên phòng thôi chứ không phải là không có gì tôm. Này cơ sở Thiên Hương nha. Đây là gian Hoàng Kiến Huy. Mình sẽ thấy được bán rất là nhiều và rau củ quả của Đà Lạt nè. Có ớt ngọt sô-cô-la Hà Lan, rồi cà chua sô-cô-la dâu luôn. Nếu bạn nào thích mà đeo vòng đá tới gian hàng này là ok nè. Mình thấy đá rất là đẹp và giảm tới 50% được. Cái này là có giảm 50% luôn. Ở đây có rất là nhiều đá thạch anh tóc đây. Tóc vàng, tóc xanh, tóc đen gì nè. Ví dụ giá 400-700 là chưa có giảm nè, giảm 50%. Ví dụ như cái dòng này để mình coi giá bao nhiêu. Giá là 1,2 triệu là giảm lại còn 600.000 thôi cả nha.
Vậy là Cường vừa gửi đến cho cả nhà của mình xem không gian lễ hội Tết Việt tổ chức ở công viên Lê Văn Tám từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1. Cả nhà thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ kênh của Cường để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nhé.